Như chúng ta đều biết, các loại thuốc trừ sâu hóa học đều có ưu điểm là hiệu quả diệt sâu nhanh, nhưng chúng lại có nhược điểm quan trọng là có độc tố cao với người và động vật có ích, gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, do yêu cầu bảo vệ sức khỏe con người và sự trong sạch của môi trường, các loại thuốc trừ sâu hóa học cần được hạn chế sử dụng và thay vào đó là các loại thuốc trừ sâu sinh học. Đây được coi là một trong những giải pháp mang tính đột phá cho ngành nông nghiệp hiện nay. Vậy thuốc trừ sâu sinh học là gì? Có ưu nhược điểm như thế nào? Cần lưu ý những gì khi sử dụng? Mời các bạn hãy cùng kênh Nông nghiệp Sạch tìm hiểu về vấn đề này. Thuốc trừ sâu sinh học còn được gọi là thuốc trừ sâu hữu cơ, là loại thuốc trừ sâu sử dụng chế phẩm có nguồn gốc sinh học, điển hình là các vi sinh vật như nấm, vi khuẩn, virus hay các chất kháng sinh do vi sinh vật tiết ra hoặc các chất độc, dầu thực vật có trong cây cỏ có tác dụng diệt trừ sâu bệnh. Thuốc trừ sâu sinh học thường được chia thành hai nhóm chính là thuốc trừ sâu vi sinh và thuốc trừ sâu thảo mộc. Trong đó, thuốc trừ sâu vi sinh có các thành phần hoạt tính là các vi sinh vật như nấm, vi khuẩn, virus, động vật nguyên sinh hoặc tảo. Một trong số những thuốc trừ sâu vi sinh phổ biến nhất hiện nay là được chiết xuất từ chủng khuẩn Bacillus thuringiensis. Chủng khuẩn này tạo ra protein gây hại cho côn trùng để bảo vệ các thực vật. Các loại thuốc trừ sâu vi sinh khác hoạt động bằng cách cạnh tranh quyết liệt với vi sinh vật gây hại. Thuốc trừ sâu thảo mộc là loại thuốc trừ sâu sử dụng các chất độc có trong cây cỏ hoặc dầu thực vật để diệt trừ sâu hại. Ưu điểm: an toàn với sức khỏe con người và môi trường. Khác với thuốc trừ sâu hóa học, thuốc trừ sâu sinh học được đánh giá là ít độc với con người cũng như môi trường. Các chế phẩm vi sinh, dầu thực vật dùng để trừ sâu gần như không gây hại tới con người và các vi sinh vật có ích. Do đó, có thể bảo vệ được cân bằng sinh học trong tự nhiên, hạn chế tình trạng bùng phát sâu hại. Đặc biệt, thuốc trừ sâu sinh học ít để lại dư lượng độc tố trên nông sản, thời gian cách ly ngắn, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Quy trình sản xuất đơn giản. Các nguyên liệu điều chế thuốc trừ sâu sinh học có thể tìm thấy dễ dàng. Hơn nữa, quy trình sản xuất lại khá đơn giản, ít tốn chi phí. Nhược điểm: thuốc trừ sâu sinh học thường tạo ra hiệu quả tương đối chậm và điều kiện bảo quản khắt khe hơn so với thuốc trừ sâu hóa học. Tuy nhiên, trước những lợi ích thiết thực, chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được các nhược điểm này. Thuốc trừ sâu sinh học với ớt, tỏi, gừng. Nguyên liệu gồm có 1kg ớt, 1kg tỏi, 1kg gừng, 5 lít rượu vang. Tùy theo số lượng cây trồng và diện tích phun mà ta điều chỉnh trọng lượng nguyên liệu. Cách pha chế phẩm: dùng máy xay, xay nhuyễn ớt, tỏi, gừng. Xay xong ta trộn đều các nguyên liệu vừa xay lại với nhau. Cho 5 lít rượu gạo vào lọ nhựa, rồi đổ hỗn hợp các nguyên liệu vừa trộn đều vào lọ, đậy kín, ngâm khoảng 2 tuần rồi sử dụng. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Để đạt được hiệu quả diệt trừ sâu bệnh tốt nhất khi sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, người dùng cần lưu ý đến một số điều sau đây. Phun thuốc vào thời điểm trời tạnh ráo, râm mát. Sử dụng thuốc khi đến ngưỡng, không lạm dụng, chỉ nên sử dụng thuốc trừ sâu hữu cơ khi mức sâu ở mật độ làm sụt giảm năng suất cây trồng, chứ không phải cứ thấy sâu là phun thuốc hoặc sâu gây hại xong mới phun. Nên phun thuốc khi sâu còn non vì lúc này khả năng kháng thuốc của sâu rất kém. Không nên cộng thuốc trừ sâu sinh học với các thành phần khác để tránh giảm hiệu quả của thuốc. Việc dùng thuốc trừ sâu sinh học để bảo vệ thực vật chắc chắn sẽ trở thành xu hướng cho ngành nông nghiệp. Với lợi ích mang lại, thuốc trừ sâu sinh học sẽ giúp người nông dân thân thiện hơn với cánh đồng của mình để có thể thụ hưởng lợi ích kinh tế lâu dài từ chính người bạn này. Hy vọng video này của chúng tôi đã giúp bạn hiểu rõ hơn về loại thuốc trừ sâu này.